Xin kính chào tất cả các quý phụ huynh và các em học sinh đang xem bài giảng online của kênh Mít Hạnh. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài 30, trang 36, phép trừ ở trong vở bài tập toán lớp 4 nhé. Để ủng hộ cho cô thì sau khi xem video bài giảng, các em hãy nhớ like video bài giảng, chia sẻ video giúp cô. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các em hãy nhấn nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các video mới nhé. Việc nhấn đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí để khi mà cô áp bài lên máy báo các em vào xem các video mới nhé. Ta sẽ đi vào bài tập số 1, đặt tính rồi tính. 62.975 62.975 các em trừ đi 24.138 trừ đi 24.138. Ta sẽ trừ từ phải sang trái, tức là từ đằng sau ra đằng trước. Chúng ta sẽ trừ chữ số hàng đơn vị trước, 5 không trừ được 8. Các em mượn 1 ở phía trước để thành 15. 15 trừ đi 8 bằng 7. Mượn thì các em trả, nhớ vào số ngày phía trước này. 3 nhớ thêm 1 bằng 4, trả 1 bằng 4. 7 trừ đi 4 bằng 3. 9 trừ đi 1 bằng 8. 2 không trừ được 4. Kem mượn 1 ở phía trước để thành 12. 12 trừ đi 4 bằng 8. Mượn thì chúng ta trả sang đây. 2 này nhớ 1 bằng 3. 6 trừ 3 bằng 3. Kết quả chúng ta bằng 38.837. Tiếp theo, 39.700. Kem trừ đi 9.216. Chú ý đặt phép tính. Hàng đơn vị, thẳng cột với đơn vị, trục thẳng cột với trục, trăm thẳng cột với trăm, nghìn thẳng cột với nghìn. Chúng ta sẽ thực hiện từ phía sau sang phía trước, tức là từ phải sang trái. Lấy chữ số hàng đơn vị, các em trừ trước. 0 không trừ được 6, các em mượn được 1 ở phía trước để thành 10. 10 trừ đi 6 bằng 4. Mượn thì các em trả, nhớ sang số ngay liền phía trước. 1 nhớ thêm 1 nữa bằng 2. 0 không trừ được 2, các em mượn 1 phía trước thành 10. 10 trừ đi 2 bằng 8. Mượn thì trả này. 2 nhớ thêm 1 bằng 3. 7 trừ đi 3 bằng 4. 9 trừ đi 9 bằng 0. 3 không trừ gì hạ xuống. Kết quả của ta bằng 30.484. Tiếp theo, 100.000. Trừ đi 9.898. Các em lấy chữ số hàng đơn vị, các em trừ trước. 0 không trừ được 8, các em mượn 1 ở phía trước để thành 10. 10 trừ đi 8 bằng 2. Mượn, các em trả sang đây, trả sang số phía trước. 9 này nhớ 1 bằng 10, đúng không ạ? Như vậy đây này, 9 này nhớ 1 bằng 10. 0 không trừ được 10, các em mượn 10 nhá. 0 này không trừ được 10, các em mượn. Hoặc là đây nhá, chúng ta có nhớ 1 sang đây. Như vậy nhớ 1 sang đây thì cái con 89 này, con 89 này nó sẽ chuyển thành con 90. Cô nói lại này, 0 không trừ được 8, các em mượn 1 ở phía trước thành 10. 10 trừ 8 bằng 2, nhớ 1 lên đây. Nhớ 1 lên đây thì cái con 89 này, 89 này nhớ 1 sẽ bằng 90. Như vậy đây sẽ trở thành là 890. 890 thì 0 trừ đi 0 bằng 0. 890 đúng không ạ? Đây sẽ là thành con số 9. 1 không trừ được 9, kem mượn 10 phía trước. 10 trừ đi 9 thì bằng 1. Mượn thì đi trả này. 9 này nhớ 1 bằng 10. Con 0 này không trừ được, không trừ được 10 đúng không ạ? Đây này, cái con này thành con 10 đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có, hoặc là kem lấy 3 số này luôn. Lấy 100 trừ đi 10. 100 trừ đi 10 thì bằng 90. Cô nói lại một lần nữa này. Số 0 không trừ được số 8, kem mượn 1 ở phía trước để thành 10. 10 trừ đi 8 bằng 2. Sau khi mượn, kem trả sang đây. Trả sang đây thì cái con này là số 9 đúng không ạ? Nhớ 1 thành 10. Như vậy nhớ 1 thành 10 thì cái con này là số, nó sẽ thành số 10 đúng không? Số 10 nhưng mà chúng ta chỉ biết số 0 và nhớ 1 lên phía trước. Đúng chưa? Như vậy thì cái con 89 này thêm 1 nữa.
989 thêm 1 sẽ bằng 90. Như vậy cái số này 989 nó sẽ trở thành là 990. 990. Như vậy thì 0 trừ đi 0 bằng 0. Đây đã là số 9. 0 này không trừ được 9, kem mượn 1 ở phía trước để thành 10. 10 trừ 9 bằng 1. Kem trả sang đây. Được chưa? Thế số 9 này nhớ thêm 1 nữa thì thành 10. Như vậy chúng ta sẽ còn đứng trước này chúng ta còn là 100. 100 trừ đi 10 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 90. Vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 90.102. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm, số lớn nhất có 4 chữ số. Có 4 chữ số này chứ không phải là có 4 chữ số khác nhau nhé. Miễn sao có 4 chữ số là được. Như vậy số lớn nhất có 4 chữ số đó là 9.999. Đây là số lớn nhất có 4 chữ số. Số bé nhất có 4 chữ số chính là số 1.000. Hiệu của hai số này, hiệu của hai số này thì các em lấy 9.999, các em trừ đi 1.000 thì sẽ bằng 8.999. Các em có thể đặt phép toán ra. Chín nghìn chín trăm chín mươi chín trừ đi 1.000, chín đây, 9.999 này trừ đi 1.000 này, 9 trừ đi 0 bằng 9 này, 9 trừ 0 bằng 9 này, 9 trừ đi 1 bằng 8 này, kết quả chúng ta bằng 8.999. Sang bài tập số 3, một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2.632 kg đường, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 264 kg đường. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu kg đường, bao nhiêu tấn đường? Như vậy người ta hỏi là bao nhiêu tấn đường nhá. Như vậy thì trước tiên các em phải tìm xem thử ngày thứ hai bán được bao nhiêu. Bằng cách lấy ngày thứ nhất các em trừ đi 264 thì sẽ ra ngày thứ hai. Sau đó các em cộng ngày thứ nhất, lấy số đường ngày thứ nhất bán được cộng với số đường ngày thứ hai bán được thì chúng ta sẽ suy ra là số đường bán được trong 2 ngày. Số đường đấy tính bằng kg và chúng ta sẽ đổi ra tấn. Vậy sau khi phân tích xong chúng ta sẽ có như sau. Số đường bán được trong ngày thứ hai hoặc là ngày thứ hai cửa hàng bán được là số kg đường ngày thứ hai cửa hàng bán được. Bán được sẽ là số kg đường ngày thứ hai cửa hàng bán được là, kem sẽ lấy 2.632, kem trừ đi 264, ta nhắc ra đây 2.632 trừ đi 264, 12 không trừ được 4, kem mượn 1, 12 trừ 4 bằng 8, mượn thì trả sang đây. 6 nhớ 1 bằng 7, 3 không trừ được 7 mượn 1, 13 trừ đi 7 bằng 6, mượn thì đi trả. 2 nhớ 1 bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, hạ con 2 xuống. Như vậy ngày thứ 2 sẽ bán được 2.368 kg. 2.368 kg. Đây là ngày thứ 2 bán được. Vậy cả 2 ngày cửa hàng bán được số đường, cả
2 ngày. Cửa hàng bán được. Số đường cả 2 ngày cửa hàng bán được, kem sẽ lấy đố số đường ngày thứ nhất. Kem cộng với số đường ngày thứ hai. Như vậy 2632 cộng với 2368. 8 cộng 2 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 3 cộng 6 bằng 9 nhớ 1 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 3 cộng với 6 cộng 3 bằng 9 nhớ 1 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4 nhớ 1 bằng 5. Như vậy sẽ bán được 5.000 kg. Đề bài người ta bảo là tấn đúng không ạ? Vậy từ kg sang tấn thì các em sẽ chia cho 1.000 hoặc là bỏ đi 3 số 0. Chúng ta có tấn này, tạ này, yến này, kg này. Từ đây sang đây bỏ đi 1 số 0. Từ đây sang đây bỏ số 0 nữa là 2. Từ đây sang đây bỏ số 0 là 3. Như vậy từ kg sang tấn các em bỏ đi 3 số 0. Như vậy bỏ đi 3 số 0 thì nó sẽ bằng 5 tấn. Như vậy đáp số sẽ là bán được 5 tấn. Các quý phụ huynh chú ý nhé. Tức là ngoài cái chương trình học của các con ở trong sách giáo khoa và sách vở bài tập toán lớp 4 ra, các con của các quý phụ huynh đang còn học quyển nào nữa, ví dụ như quyển vở thực hành hoặc là quyển bài tập cuối tuần chẳng hạn đấy, thì các quý phụ huynh hãy vui lòng ghi đầy đủ tên của cái quyển sách ngoài hai quyển sách giáo khoa và vở bài tập ra, thì chúng ta ghi tên đầy đủ của cái quyển sách còn lại mà các con đang học ở lớp, đồng thời ghi tên của tác giả tương ứng ở phía dưới. Nếu nhiều các học sinh cùng học một quyển sách thì kênh sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các quý phụ huynh và các con trong cái quyển sách đấy nhé. Các quý phụ huynh hãy comment tên sách, tên đầy đủ của quyển sách, ví dụ như thực hành toán 3, thực hành toán 4, hay là vở thực hành toán lớp 4 tập 1 chẳng hạn, hay là vở thực hành toán tiếng Việt chẳng hạn đấy. Và chúng ta phải ghi tên cả tác giả ở phía dưới giúp cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 4, viết theo mẫu. Vẽ theo mẫu thì ở đây chúng ta sẽ vẽ. Đây chúng ta sẽ vẽ cái đường thẳng đứng này trước đúng không ạ? Vẽ thành 3 đoạn, mỗi đoạn 1 cm, giống như là 1, 2, 3 này. Sau đó kem kéo ngang 1 này, kem kéo xuống 1 này. Các con có thể dùng bút chì nhé. Các con kéo ngang 3 này, kéo lên 1 này, kéo sang 2 này, kéo xuống 1 này, kéo sang 1 này, kéo xuống 1 này, kéo sang, tiếp tục kéo sang 1 này, kéo xuống 1 này. Kéo lên 1 này, kéo sang 2 này, như vậy là ta đã vừa vẽ theo mẫu. Cho biết 4 chấm tạo thành một ô vuông có diện tích là 1 cm như hình dưới đây. Ta có diện tích
của hình mẫu trong câu A là bằng bao nhiêu. Như vậy, các em sẽ thêm lên thử là cả cái hình ở câu A này nó có bao nhiêu, nó sẽ tạo thành bao nhiêu cái ô vuông. Như vậy hình trong câu A các em nhìn nhá. Chúng ta sẽ có đây. Chúng ta sẽ có được một ô vuông này. Đây, đây là một ô vuông được chưa? Nếu các em kéo xuống đây nữa thì chúng ta thấy đây là có một ô vuông này. Đây các em có thể các em nối những cái này với nhau cũng được. Cho các em dễ tính số ô vuông. Đây các con có thể dùng bút chì. Các con có thể dùng bút chì các em nối nhé. Đây chúng ta có thể dùng bút chì các em nối. Xong đấy thì lát nữa chúng ta tẩy đi thôi. Đây, đây các em có thể dùng bút chì các em nối những cái này. Chúng ta xem thử có mấy ô vuông. Sau khi nối xong này, chúng ta sẽ đếm đây có 1 ô vuông, 2, 3 này, 4, 5 này, 6, 7 này, 8 này, 9, 10. Như vậy, ở hình A này, nó sẽ có 10 cái ô vuông. Sau khi nối xong thì chúng ta thấy nó tạo thành 10 ô vuông nhỏ đúng không ạ? Hay các con dùng bút chì em nối này, nối đây. Được chưa? Nối những cái này. Đấy, chúng ta nối để chúng ta dễ dàng nhìn thấy ô vuông. Chúng ta đếm thì có bao nhiêu ô vuông? 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10. Và cứ một cái ô vuông này có diện tích là 1cm. Như vậy 1cm vuông thì 10 ô vuông sẽ là 10cm vuông. Sau khi nối xong thì các con hãy dùng cái bút tẩy của các em ấy. Cái tẩy bút chì các em có thể tẩy đi nhé. Trên đây là chúng ta đã vừa đi xong được toàn bộ các cái bài tập của bài 30 trang 36 phép trừ ở trong quyển vở bài tập toán lớp 4. Đều ủng hộ cho cô, sau khi xem video bài giảng, các em hãy like video bài giảng, chia sẻ video giúp cô. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các em hãy nhớ nhấn nút đăng ký nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video bài học tiếp theo.